Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em xin thông báo và gửi tới quý vị và các bạn mấy cặp loa JBL L65A, L65 Dubai mới cập bến tại Nhất Long Audio. Đây tất cả là những cặp loa tuyển chọn đẹp xuất sắc và zin tuyệt đối gửi tới quý vị và các bạn. Dòng loa JBL L65A, 65 Dubai là một trong những cái cặp loa được gọi là quốc dân, là một trong những cặp loa được đông đảo các audiophile ưa chuộng. Từ ngoài hình thức cũng như là về chất âm thì vô cùng là tuyệt vời. Dòng loa JBL L65A này, L65 Dubai này luôn luôn dễ ghép, dễ nghe và dễ bày biện. Và bây giờ em sẽ quay máy lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng tham khảo cái mức độ đẹp của những cặp loa này. Cũng như quý vị và các bạn đã biết thì dòng loa JBL có rất nhiều các model khác nhau. Có rất rất nhiều trên thị trường bây giờ, thì để mà biết được bao nhiêu model thì gần như là không ai biết được có bao nhiêu model. Và những cái model đình đám và luôn luôn nổi trội so với những cái model còn lại thì chỉ có những dòng là 65A, 65 Dubai này là một trong những cái model là hay trong tầm tiền và dễ nghe, dễ ghép. Đó. Và bây giờ em sẽ quay máy và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn. Đầu tiên đó là cặp loa JBL L65A. Cặp loa này thì vô cùng đẹp. Đó, cặp loa này vô cùng đẹp. Cái này. Ê, em còn chưa lau hết kìa. Đó. Những cái này thì lau phát là sạch bóng luôn. Đó, cặp loa đây phía trên là mặt kính này. Đó. Các bác nhìn đâu, vì cặp loa nó đẹp tại sao? Bởi những cái thành quách này rất đẹp này, rất vuông thành sắc cạnh, rất xịn này. Đó. Và phía trên là mặt kính. Cũng như quý vị và các bạn đã biết thì dòng loa JBL L65A, loa sử dụng 3 đường tiếng và loa có cấu hình là loa 3 đường tiếng 1 bát 30 cm, và loa sử dụng màng giấy và gân vải mút. Gân mút. Đó, rất là đẹp, bát nguyên mộc. Rất đẹp. Và dòng này sử dụng phun củ Anico. Đó. Phía dưới là có một cái lỗ thông hơi. Những cặp loa này các bác có thể chơi kê sát tường được. Và dòng này sử dụng loa một loa mic giấy và củ loa mic nó là NE5-5. Và cái cặp loa bát này cũng là của Anico. Đó. Và đặc biệt những dòng loa này có sử dụng một chép kim cương 077. Cái chép này thì nổi tiếng từ xưa nay rồi, đánh thì rất là tơi nhuyễn. Đó, cặp loa tuyệt đẹp luôn. Và cặp loa JBL L65A đẹp xuất sắc này, giá em đang giao lưu với các bác là giá 57.500.000. Em sẽ quay phía sau vì nhà nó hết chỗ. Đó. Rất là đẹp. Đây, cặp loa bên này. Đó, rất đẹp luôn. Và bên cạnh giữa đó là hai cặp loa JBL L65 Dubai. Một cặp là bát đen và một cặp bát huyết. Đó. Đây, rất đẹp luôn. Cặp loa L65 Dubai bát huyết dâu dài này là zin tất cả luôn, kính zin này. Đó, kính zin. Chứ cái kính này thì nó bị vỡ và thay là chuyện bình thường các bác nhá, nên là kiếm được những cặp mà còn kính zin này thì rất ít này. Bởi vì là cái kính này thì nó vỡ mình thay bình thường. Bởi vì là nó không ảnh hưởng gì đến cái kết cấu của loa cả. Đó. Dòng này thì loa sử dụng 3 đường tiếng. Loa sử dụng 3 đường tiếng 1 bát 30 cm. Vâng. Cặp L65 Dubai bát huyết dâu dài này, loa sở hữu 3 đường tiếng 1 bát 30 cm, và cũng như là màng giấy và gân mút. Đó, cặp loa tuyệt đẹp luôn. Đó. Dâu dài tận rốn luôn. Đó, đây là hàng xịn nha các bác nhá, nên là các bác yên tâm mà chơi. Và các bác mua hàng bên em thì luôn luôn có cái chế độ bảo hành đồ zin đồ xịn khi bảo hành đến trọn đời cho các bác luôn.
Đó. Và đây là loa mic 5LE5-5 và bên trước là có một cái lỗ thông hơi. Đó, và dòng này cũng sử dụng một cái chép kim cương 077, cái chép này thì vô cùng hay rồi. Đó, loa thì có thùng quách thì rất đẹp. Đó, thùng quách thì tươi tắn này. Đó. Tuyệt vời. Đây là cái hậu của cặp loa. Rất đẹp luôn. À, và dòng này vẫn sử dụng cấu loa zin nhé. À, thường là về các bác nào yêu cầu thì những cái cấu loa zin này em sẽ thay thôi. Đó. Thay đi để mình cắm cho nó tiện lợi, rồi sử dụng bắp chuối cho nó tiện lợi hơn. Đó. Em sẽ quay phía trước. À, video clip thì em quay là để báo và cũng như giới thiệu để các bác biết được cái mức độ đẹp của những cặp loa thôi, chứ còn chất âm thì vô cùng tuyệt vời rồi, và hàng thì em bao zin bao xịn nên các bác cứ yên tâm mà chơi. Và đây cặp loa là 65 Dubai bát đen, cũng rất là đẹp, cũng cấu hình như nhau, cấu hình như là 65 Dubai bát huyết râu dài, con này cũng râu dài nhưng bát đen. Đó. Và cặp loa JBL là 65 Dubai bát đen này giá em đang giao lưu với các bác là giá 69 triệu. Cặp loa L65 Dubai bát huyết râu dài, cặp mắc số của dòng L65 này thì giá đang giao lưu với các bác giá 73 triệu. Đó. À, các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.